Uống xong rồi hỏi nha. Chưa có quay cha. Quay chưa? Tuyên bố lý do đi. Quang tuyên bố đi. Rồi hôm nay nói chung là cũng xin nhắc nhẹ mọi người thôi. Ai ngủ thì ngủ nha, còn ai uống bia thì cũng làm nhẹ nhẹ tới nửa đường thôi. Kệ anh em mình vô cái đây. Nửa đường của anh em mình là chắc có 200 cây thôi. Bia của Nguyên đâu? Bia hiền. 1, 2, 3, go. Bia của Nguyên đâu? Nóng trò nú luôn. Bia mua đâu ngon dữ trời. Ai một người đó. Đi con mẹ. À chị bà. Bà đừng hốt ngào ơi, Khánh bụ quá. Cuộc đời của bà Khanh vlog là một chút xíu là mất hết. Cái gì? Cuộc đời của bà Khanh vlog một xíu gấp giống như dòng là mất hết 4.5 nha các bạn. Thông báo đây mời mốt rồi sau chuyến đi trả lời cho bà Khanh vlog nha. Xin lỗi bạn ra Hàn Quốc còn 60 năm về phòng quyền quá kìa. Bà Khanh vlog và cuộc sống mà khổ cực lắm, cuộc đời bà 60 nên nồi bánh chưng rồi. Tôi trẻ chưa trải sự đời, phải trải sự đời mới mới biết cảm nhận bà Khanh vlog. Bên kia kêu là đấy, nghe quẹo rồi. Ý mới gì luôn cái đường về Gia Lai lên không làm vậy. Slow motion. Nè. Má có cái giếng nữa. Nó chiến bao chất luôn. Được nhiều đó không được cái gì. Mua cái cường mua cho camera một cái luôn nè bạn ơi. Mua nón luôn, thẳng tiền thằng Cường nó trả tiền, trời ơi đang lấy một cái nón cho con bé luôn. Lấy lên một cái nữa thằng tiền Cường nó trả. Thằng Cường đang trả nó gà lăng lắm, con gái là trả hết luôn. Chào mừng các bạn đang theo dõi kênh của bà Tân Vlog nha. Bà đã quay trở lại rồi. Anh ơi siêu. Bà Tân hay là bà Khanh? Bà Khanh Vlog. Bà Khanh Vlog. Chào mừng các bạn đã đến Vịnh Vĩnh Hy nha. Cảm giác của bạn Quang thế nào, phát biểu ý kiến luôn. Thì nhiều lúc mà tôi cảm giác là tôi vui mà khó tả quá nên giờ không biết tả sao luôn. Rồi để cho thằng thống nó tả luôn. À tôi xin nói với các bạn là cái vùng biển Vĩnh Hy đó nó cũng xem như vùng biển fan rí cử tụi tôi thôi. Nếu mà các bạn 313 bán đồ ở đây luôn không? Không. Tôi bán đồ không? Không, quay quay anh cái gì giới thiệu đặc sản luôn. Em thì xuống này mình chỉ ngắm san hô mà ngắm biển thôi. Có chiều mát mát thì ngắm gái rồi thôi. Nhẹ nhẹ. Phải tin một cái coi, bà Tân quay lóc đang quay. 1, 2, 3, phải tin. Rồi ok. Giọt. Đi đi. Có cái này nè, thịt cho nhanh nè. Đi. Hãy. Làm người ta quay thôi. Chụp cái chung quay đây này. Đẹp ha. Tàu này là bị sự cố do thuyền trưởng Trần Quang nha. Mấy đây dông nặng lắm các bạn, có những cái khuôn mặt mà bị dông nặng là xuống là tắt máy liền. Trời ơi đậu má, mấy thanh niên đúng bằng rí. Tao mang già lên đậu bộp. Come on. Go, let's go. Má cao quá. Chèo qua kia mới đã à. Biết chèo qua kia không Khanh? Trời ơi! Leo nè!
Anh Long già, từ từ Long ơi. Già cả gân cốt đồ bò lên từ từ thôi, đúng rồi. Yes. Lẹ luôn, lẹ luôn. Lẹ lên còn kịp vô khung hình nha bạn ơi. Anh giống khỉ không? Rồi, bơi đi qua. Hai ba. Ok. Cho ai cầm đầu nói luôn. Rồi Thành nói luôn. Có sự hiện diện của ai đây? Đây là cái tour 2019 của Tổ 10. Nay xin phép được ra đảo Vĩnh Hy chơi. Là anh em là trong trạng thái là rất là vui, mà không biết xíu là anh em có mệt hay là không thôi. Rồi mời các bạn lía một vòng quanh đảo đó. Phải mà chạy hoàng đó. Chạy đi. Sao bon kinh đỉnh đẹp bon kinh bẹp bột. Không đâu, không đâu. Ê, xin thôi, xin nha. Xin vài thằng thăm mới ngồi coi. Anh Tam xin một cái chiếc, một cái đũa. Chính thức vô cuộc chơi nha anh em. Chính thức vô cuộc chơi. Ủa cái này chính thức hả? Chưa phải là... 2, 3, 4, 2, 3, vô. Tiên bố hôm nay là lần đầu tiên hả? Đây, Khu Bi hả Phong? Lần đầu tiên thì Khu Bi ở trên xe. Cảm ơn anh luôn. Quà cái kết. Có ly luôn anh ơi, cho anh có ly. 1, 2, 3, vô. Bây giờ là cái đai là Roda. Thêm 30 năm nữa là 50 nha. Còn lại là 50 là tối nay nha. Vô vô chứ không phải nhắm môi nha anh Long. Camera đang trễ nha anh Long. Nhưng hết cái bụng cho anh. Nó bị bụng nha. Ăn thì nhũng rồi. Úp đất nghe vào luôn nha. 1 2 3 vô. Đánh đâu? Vậy. Được. Mày bớt xin phép luôn, mày nghỉ luôn đi. Có xin phép nữa. Vì nó mua không phải ở đại lý nữa. Đắng quá, đắng quá. Bạn nhầm ra rồi. Long tới, Long tới. Xin phép được uống với anh Long một cái luôn. Anh Long tới. Bắt trường nữa. Dạ. Không hai ba được không? Theo anh Long làm chuột nha. Hay quá anh Long ơi. Hay quá. Một tay một tay. Long anh ơi. Hay quá. Ủa mấy ngày trai. Nó có tắt rồi. Tỷ số bây giờ là 2-0. 2-0 thôi các bạn. Hai không cho đội trẻ. Rồi anh em mình cầm ly lên cảm ơn bác tour dẫn tour các cây. Rồi ok. 1 2 3 vô. 2 3 vô. Rồi 1 2 3 vô. Tài luôn.
đời hư áo đưa em vào cơn mê, gọi em đến bên nơi xa xa. Má nhạc kia kìa trời. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Để tìm cái nó bị sao à. Ôi, đã thừa nha. Tặng hồ phù du, tặng cho cô đơn ân vẫn chưa. Có lẽ đêm nay sẽ là đêm cuối mà anh đi về em thôi. Anh vẫn có đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.